Xin chào mọi người, Top Game lại quay trở lại rồi đây. Và video này sẽ lại tiếp tục chuyên mục giới thiệu game mới mỗi tuần, là nơi để mình thay bạn cập nhật những xu hướng game mobile mới nhất, những con game mới và ấn tượng nhất thời gian vừa qua, hay là những thông tin cho những sản phẩm đang được chờ đợi, thì bạn đều có thể tìm thấy trong chuyên mục game mới mỗi tuần của Top Game. Và trong tập thứ 23 lần này, thì bạn có thể tìm thấy rất nhiều game mới vừa được công bố, mà đa phần sẽ tập trung vào tính giải trí tiện lợi, với những dòng game được mọi người ưa chuộng như là game nhập vai, game thế giới mở và game roguelike sẽ được mình gói gọn cho một video duy nhất, không để bạn mất công lục lọi hay tìm kiếm trên kho ứng dụng cho mất thời gian. Và nếu tò mò đó là những tựa game như thế nào thì xin mời bạn cùng khám phá trong video tổng hợp hôm nay của Top Game. Và trước khi bắt đầu thì hãy để lại một like, một đăng ký tiếp sức cho mình nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều, và chúng ta không làm mất thêm thời gian của nhau nữa mà hãy cùng với mình lập tức bắt đầu đến ngay với tựa game đầu tiên trong video này nhé. Tree of Savior Neverland là game thuộc IP nổi tiếng, được phát triển với sự góp mặt của Kim Ha-kyo, chính là cha đẻ của Ragnarok Online, có thể nói là một trong những tựa game nhập vai vô cùng hot, đã được ra mắt cùng lúc tại 11 khu vực châu Á, bao gồm cả Việt Nam của chúng ta, thông qua nhà phát hành Thiên Tượng Hỏa. Và có lẽ không cần phải nói nhiều, thì bạn cũng cảm nhận được đồ họa mơ mộng đậm chất cổ tích của game, có phong cách 2.5D kết hợp vẽ tay ấn tượng. Còn về mặt lối chơi của nó, thì sẽ khác với những game cùng thể loại hiện nay, là có lối chơi vô cùng chi tiết và độc đáo, khi người chơi không chỉ đơn thuần là làm nhiệm vụ mà còn có thể khám phá những điều thú vị trong suốt quá trình trải nghiệm của mình. Bạn sẽ bắt đầu từ việc khám phá những nghề thủ công cho tới xây dựng gia viên độc đáo. Bạn hoàn toàn có thể lựa chọn trải nghiệm theo những lối chơi mà mình mong muốn mà không cần phải gò bó vào một khuôn mẫu nào cả. Và có thể nói là một sản phẩm siêu giải trí, sẽ đi cùng với đồ họa dễ thương, sở hữu đa dạng lối chơi lẫn hoạt động để giải trí mà bạn sẽ không muốn bỏ lỡ trong tháng 10 này. Cuối cùng thì cuộc phiêu lưu thế giới mở mang tên Mirai Bogo cũng đã chính thức ra mắt trên di động. Nó là game theo chủ đề quái vật đến từ Rimcube và được nhận xét là mang nhiều điểm tương đồng với Power. Mà cụ thể game vừa cho bạn chơi theo kiểu màn hình dọc hay là màn hình ngang tùy theo ý mình. Nó mở ra một thế giới vô cùng rộng lớn, cung cấp đầy đủ chi tiết và sự đa dạng, với hơn 100 quái vật độc đáo mà bạn có thể thuần hóa. Mỗi Mirai trong game đều có sức mạnh và khả năng nguyên tố riêng, cho phép bạn tạo ra độ hình mạnh mẽ và đa dạng theo nhiều phong cách khác nhau. Ngoài ra thì game thủ còn phải xây dựng căn cứ của mình, có thể bàn giao công việc cho quái thú để chúng trồng trọt, thu thập và sản xuất. Và với khả năng độc đáo của từng quái vật thì sẽ giúp bạn quản lý căn cứ của mình một cách hiệu quả. Và bạn sẽ cần quản lý tài nguyên của mình khôn ngoan để đảm bảo căn cứ phát triển mạnh mẽ, có thể tự do chế tạo trang bị vũ khí khác nhau với rất nhiều thiết bị giúp bạn chiến đấu và tiến bộ. Còn với sản phẩm này lại là một game mới đến từ hãng Asobimo, là game nhập vai roguelike nằm trong bối cảnh hầm ngục đen tối, hỗ trợ cho cả mobile lẫn PC, nên bạn có thể yên tâm trải nghiệm thoải mái. Theo đó, nội dung game cho chúng ta hóa thân thành một nhà thám hiểm, phải dũng cảm phiêu lưu vào những hầm ngục đen tối để tìm cho ra kho báu bí ẩn. Hầm ngục sẽ có vô vàn quái vật đang trú ngụ, đồng thời còn có vô số người chơi khác cũng đang cạnh tranh với bạn để tìm kho báu. Vậy nên game có lối chơi đậm chất Battle Royale kết hợp với nhập vai roguelike. Ngoài ra, trong quá trình tìm kiếm kho báu, người chơi cũng được gặp gỡ những sự kiện bất ngờ theo thời gian, đồng thời còn phải đối đầu với những con boss to lớn, trong khi phải cảnh giác với những thợ săn như mình. Và nếu chẳng may bỏ mạng, đồng nghĩa với việc bạn bị loại khỏi cuộc chơi và mất toàn bộ kho báu mình vừa kiếm được. Và game không chỉ sở hữu lối chơi kịch tính, mà nó còn có rất nhiều nội dung tùy chỉnh nhân vật sáng tạo, từ việc tự do thay đổi ngoại hình cho đến hệ thống trang bị vũ khí và kỹ năng đa dạng, và hứa hẹn sẽ là một sản phẩm vô cùng tiềm năng cho những game thủ yêu thích loại hầm ngục.
Haskell McCann sẽ cho bạn đắm chìm trong một thế giới giả tưởng tuyệt đẹp, được dẫn dắt bởi cốt truyện liền mạch giống như bộ phim. Đã vậy, với thiết kế ưa nhìn của mình, game sẽ mang đến là những phân cảnh chiến đấu vô cùng đẹp mắt, cùng với tạo hình người máy chất lượng không thua gì Gundam. Nhiệm vụ sẽ là lãnh đạo biệt đội người máy, tìm hiểu thế mạnh của từng phi công và robot, khi mà game có rất nhiều nhân vật mà được phân chia theo từng sở trường khác nhau. Mỗi người lại đi kèm với bộ kỹ năng riêng, mà nếu kết hợp ăn ý với phi công, thì hoàn toàn có thể tạo ra là một chiến binh vô đối. Vậy nên bạn sẽ cần đưa ra những sự kết hợp thông minh, từ đó dẫn dắt tổ đội của mình tiến xa hơn nữa. Và ngoài điều đó thì một yếu tố cũng cần phải tập trung chú ý là môi trường chiến đấu sẽ luôn thay đổi. Từ đó bạn phải có những điều chỉnh hợp lý kịp thời, làm cho chiến thuật của game trở nên biến hóa khôn lường. Và nhìn chung là một game đáng chơi trong thể loại nhập vai chiến lược, cộng thêm một cốt truyện chỉnh chu như là bộ phim về người máy. Trải nghiệm tự game này bạn sẽ thấy nhiều điểm tương đồng với sản phẩm Gặp Lại Taiju sắp ra mắt gần đây, khi cùng áp dụng chủ đề Taiju ký cùng với phong thần. Mà cụ thể trải nghiệm game nhập vai chiến thuật này, người chơi sẽ có một góc nhìn hoàn toàn mới về những câu chuyện thần thoại quen thuộc, đồng thời còn được khám phá những bí ẩn chưa được biết đến về những nhân vật trong thần thoại cổ xưa. Lối chơi của game về cơ bản sẽ là xây dựng đội hình, gồm 6 nhân vật đến từ những class khác nhau như là Ngộ Không, Dương Tiễn, Nasha, có thể tự do hoán đổi nhân vật, tùy chỉnh đội hình theo những chiến thuật của riêng mình để sử dụng tham gia vào những trận chiến căng thẳng với kẻ thù. Và ngoài những trận chiến đấu tướng, thì game còn cung cấp khá nhiều tính năng mạnh hóa khác nhau, cùng với nhiều hoạt động chơi đa dạng, cho bạn sử dụng đội hình của mình tham gia để kiếm về nhiều loại tài nguyên giá trị nhằm sử dụng để thăng tiến sức mạnh đội hình. Và có thể nói là một game mobile đầy tiềm năng với đồ họa và lối chơi hấp dẫn. Và hiện game đã ra mắt ở một số khu vực, dự kiến sẽ ra mắt chính thức trên toàn cầu vào tháng 11 sắp tới. Endless Dream là game hành động roguelike sở hữu lối chơi kịch tính cùng nhịp độ nhanh chóng với hàng chục nhân vật độc đáo, được phát triển bởi Spartanesa tại Trung Quốc và đã có hơn 5 chủ lực đăng ký trước. Game là sự pha trộn giữa phong cách chiến đấu sinh tồn kết hợp với yếu tố roguelike. Người chơi sẽ phải lựa chọn điều khiển 3 linh hồn cùng họ tham gia vào những trận chiến tiêu diệt hắc ám. Và mỗi khi lên cấp sau khi đánh bại kẻ thù, người chơi sẽ nhận được một trong 3 kỹ năng ngẫu nhiên để khiến cho những linh hồn trở nên mạnh hơn. Và nhờ vào việc áp dụng đồ họa 3D tiên tiến với hơn 40 nhân vật thiết kế vô cùng đẹp mắt, sẽ mang đến cho người chơi là một trải nghiệm hoàn toàn mới. Bạn không chỉ được khám phá là những nhân vật đa dạng cho bản đồ độc quyền, mà còn được chiêm ngưỡng là hàng loạt hiệu ứng vô cùng chất lượng trên màn hình. Và bên cạnh dạng nhân vật đa dạng, thì người chơi còn có thể kết hợp kỹ năng linh hồn lại với nhau để tạo nên một lối chơi mới lạ và độc đáo, từ đó phá đảo thử thách trong game một cách dễ dàng. Sau sự ra mắt của World Thunder Mobile, thì chúng ta lại tiếp tục có thêm một game mô phỏng chiến tranh quân sự, và lần này sẽ là sản phẩm Tank Battle, tập trung vào những trận chiến vũ trang, kết hợp hiện đại và tương lai mang đến trải nghiệm tuyệt vời. Theo đó, nó là dự án hợp tác của Aston Studio và Gazin, là một game bắn súng đề tài quân sự, đi cùng với những cải tiến vượt trội, nhằm cách mạng hóa dòng game mobile. Trong game, bạn sẽ cảm nhận được cảm giác hồi hộp tột độ đến từ những cuộc chiến tranh hiện đại, được tái hiện bằng đồ họa 3D và những hiệu ứng kỹ năng hiệu ứng cháy nổ âm thanh sóng động, đi cùng với tạo hình trang bị vũ khí vô cùng chất lượng. Bạn sẽ được chỉ huy vô số phương tiện quân sự hiện đại từ trên bộ và cả trên không, nhằm mục đích thống trị trận chiến vũ trang tổng hợp quy mô lớn. Bộ sưu tập phương tiện quân sự sẽ có đầy đủ từ xe tăng, máy bay và cả trực thăng, cho đến máy bay không người lái, pháo binh và hệ thống phòng không, cho phép người chơi thỏa sức tìm hiểu và làm chủ kho vũ khí phương tiện phong phú đó. Còn bây giờ mình sẽ đưa bạn trở về với tuổi thơ thông qua game mới The Ragnarok, và nay đã chính thức công bố phiên bản tiếng Anh. Được biết đây là sản phẩm kế thừa gần như nguyên bản toàn bộ tính năng và hệ thống của phiên bản PC trước đây.
Bên cạnh đó, nhân vật trong game cũng sẽ được cải tiến nhằm hợp lý hơn cho phiên bản mobile, từ đó tạo nên một lối chơi đặc sắc vừa lạ vừa quen, sẽ khiến cho game thủ thích thú khi trải nghiệm. Còn về phần đồ họa của game sẽ được giữ nguyên với tạo hình chibi đáng yêu trên nền đồ họa pixel cổ điển. Đặc biệt trong phiên bản mobile này, nhà phát triển đã bổ sung thêm một loạt những bộ trang phục để người chơi có thể thỏa thích thể hiện cá tính. Còn về mặt lối chơi cũng đã được cải tiến để game thủ dễ dàng thao tác trên màn hình di động, mà một trong số đó là cơ chế tự động hoàn thành và di chuyển nhiệm vụ đã được tư hơn trước rất nhiều, làm cho game thủ có thêm thời gian để khám phá những hoạt động và tính năng khác trong game. Run. Chính xác là vào ngày 17 tháng 10 tới đây, game để chế mobile sẽ chính thức được ra mắt sau khi trải qua một quá trình thử nghiệm trong nhiều tháng. Và dù game đã có phần tiếng Việt, nhưng khả năng cao là không được ra mắt ở Việt Nam trong dịp này. Và nếu là một tín đồ đam mê cái đẹp, thì đây chắc chắn là một lựa chọn bạn nên thử. Nhưng nếu đang hy vọng vào một kiểu chơi của game đế chế truyền thống, quan tâm nhiều hơn tới trải nghiệm chiến đấu, mong muốn những sự mới mẻ phá cách nhiều hơn so với những tựa game trên thị trường, thì rất tiếc là con game này sẽ không làm được như vậy. Game là sản phẩm làm ra bởi Timmy Studio, với lối chơi chiến thuật rập khuôn đang tràn lan trên thị trường. Và không gì khác sẽ là việc nâng cấp căn cứ của bạn và huấn luyện quân đội có năng lực để tiêu diệt đối thủ. Và nếu so với bản gốc, thì lần này game sẽ có một số hạn chế trong lối chơi. Tuy nhiên chúng ta vẫn có thể mong đợi nhiều điểm tương đồng so với trò chơi gốc. Game sẽ đáp ứng mọi nhu cầu khám phá và chinh phục cho một thế giới mở rộng lớn sống động. Sẽ được lựa chọn từ một trong bốn đế chế, tự do xây dựng nâng cấp thành trì, sau đó huấn luyện binh lính và chiêu mộ tướng lĩnh. Và tất nhiên với lối chơi như thế này, nên chắc chắn đế chế mobile sẽ có tình trạng pay to win. Và như thường lệ, link tải game bạn có thể tìm thấy ở phần bình luận. Vậy nên đừng mất công đi tìm cho tốn thời gian nhé. Đồng thời để lại cảm nghĩ bình luận của bạn để mình cải thiện video tốt hơn thời gian tới. Và nếu thấy video này hay và hứng thú với bạn, thì đừng quên like, vô chia sẻ và đăng ký kênh. Ngoài ra, video mới mình sẽ công khai vào 19 giờ hàng ngày mỗi tuần, nên hãy bấm chuông để theo dõi nhé. Cuối cùng xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những video lần sau.